chào các bạn đã đến kênh Nguyễn Vlog người Long An, sống người Long An. Đây bữa cơm hạnh phúc cắt kho đây các bạn, cắt đây kho với đậu bún đậu que xào ngon không các bạn, đơn giản mà ngon, cá đồng nè các bạn. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng hai chồng nha các bạn. Rồi ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Cái giá bà hù mới thắng cái đầu mụn xù. Cái đầu cái mụn đây nè, cái đầu gỡ ra. Chồng nặng mụn vậy luôn nè. Cay không vậy? Cay ăn không tăng. Ừ, cái tê đi. Một là mình kho tiêu hay là kho ớt thì mới không canh, ăn ngon. Mẹ miếng mà quê không? Thứ làm gì vậy? Rất đẹp rồi. Đừng có dơ vô nữa. Chú Hinh ơi, con được 100 điểm nè. À. Xuất sắc luôn á. Con tự chấm luôn cái gì? Đúng rồi, tại vì thấy đẹp mà. Ừ. Đẹp thì người ta chấm điểm cao, còn không đẹp người ta chỉ chấm có 2. Thôi mèo phen mèo dài đuôi. Một phút kìa nha chú Hưng. Ừ. 32, 33, 34. Thôi ngồi đếm giây. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nó giỡn thôi chứ giờ mới có 57 với 58, 59. Tới 59 là trở lại. 2 phút cỡ nha chú Hân. Tốt nó trồng dở lên mai đi bằng cá ha. 2 phút cỡ nha chú Hân. Yên ngán. Lâu lâu ăn cũng ngon bộ. Hổng không ăn ngày nay ăn có cá chứ đó. Điểm văn coi coi. Chiều Út có cá nữa ăn rồi. Được có nói ăn cá muối nữa nha. Cá khô á. Đầu cá không vậy? Đầu cá hoặc cổ cá. Ngon hết sảy. Ăn không vậy thôi. Thôi. Coi trong phim sao con câu. À. Dạ hai con ăn cái điện thoại. Ngay bẻ điện thoại luôn hả? Ăn điện thoại mới ăn được cái đó chứ. Ăn cái nó hư luôn chứ không có được cái gì hết cả. Úp này đẹp quá không Úp? Cái này được chấm được 100 điểm con chơi dễ chứ không chơi chú Hưng đâu. Chơi chú Hưng, chú Hưng là 3D. Thôi dễ xấu quá. Đẹp quá chú bộ, chú Hưng nó xạo. Chú Út khen con đẹp kìa. Ừ. Phải không Út? Đẹp con mới tặng Út đây. Con lựa cái nào đẹp nhất con mới tặng Út đây. Thì dễ đạt biết có hưởng chứ. Cái kiểu mốt ăn. Nạch uống nước đá vào. À không có gì, không có gió. Các bạn trong mấy lúc tiếng quạt ở trong giường thôi, trên giường á. Quạt hả? Quạt cháy hả? Đây là quạt sao? Trên giường á. Rồi đổ hồi dưới vậy. Ăn cái bụng nó dai dai bé bé đã ha. Bụng cá nè. Bụng cá nè. Thấy chưa hả? Cá hôi nè, thấy gì? Được lấy rồi mà không thấy gì.
Ngồi xuống đi không? Vừa ăn có người quạt không đồ gì nữa. Gì ốc hả gì ốc? Có ăn ốc có coi trên bên đây không? Ô xin! Ở đợi. Ô xin là ông chủ ở đợi là ở đợi. Đó là ngoài trăm miếng nè. Hả? Đó là ngoài trăm miếng. À không. Này chả quẹt nè. Đau bụng quá. Không có lửa. Má 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 má. Em mà cái bầu nó đổ mồ hôi dữ lắm. Ừ. Sáng ngày là quạt 24 cũng không có nghỉ ngơi được phút nào. Ừ, trong để quạt cũng mỏng mét cho vợ mà. Thế là cũng lực nữa. Có ăn cơm mình ngồi đây là không có ra cái quạt được. Nó có bầu lực hơn người bình thường nhiều lắm. Ừ. Giúp chồng lỗi tâm cho chồng bơi phao cái chồng dở lưới đi cho mình bằng cá ra ha. Dạ chút xíu đi. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé.